Xin chào các bạn nha. Các bạn ơi, hôm nay mình sẽ quay giới thiệu cho các bạn mẫu ghế bánh xe chân ngựa trắng tám cạnh bên mình cho các bạn xem nhé. Đây là dòng ghế chân ngựa trắng loại cao cấp bên mình đây các bạn ạ. Ghế này thì các bạn có thể xoay được 360 độ nhé, và nâng lên hạ xuống từ 40 đến 55 cm các bạn nhé. Đây này, khi các bạn muốn nâng lên thì các bạn kéo lên gãy này. Đấy, đây là chiều cao cao nhất của ghế nhé. Còn đây là chiều cao thấp nhất của ghế nhé. Đệm rất chỉ là êm nhé, dày khoảng 6 cm các bạn. Đấy, có bánh xe di chuyển dễ dàng nhé mọi người. Ghế này xoay được 360 độ nhé. Đó. Hiện tại là mình quay cho các bạn 6 màu này nhé. Ngoài ra thì mình còn có nhiều màu khác nữa thì mình sẽ làm video clip sau đó cho các bạn nhé. Thì các bạn cần đặt màu sắc nào thì các bạn cũng vui lòng chọn đúng hình ảnh nhé, thì mình sẽ gửi đúng như vậy nhé. Thôi mình quay qua một đoạn vậy thôi. Các bạn cần hỗ trợ gì thì cứ inbox cho shop để được tư vấn kỹ hơn nhé. Mình cảm ơn các bạn, mình chào các bạn.